bình luận viên bóng đá, đó có phải mơ ước của bạn? Giờ, ước mơ đó đang ở trong tầm tay. Gửi ngay cho chúng tôi một bộ hồ sơ kèm ảnh, cùng cảm nhận viết tay về niềm đam mê bóng đá của bạn. Bạn sẽ có cơ hội trở thành bình luận viên trên Cà Cộng với những trận đấu bóng đá hay nhất. Nếu bạn đang có một công việc ổn định, bạn có thể là một công tác viên. Nếu chưa, hãy sẵn sàng để gia nhập đội ngũ trẻ trung nhiệt huyết cùng Cà Cộng. Nếu bạn thiếu tự tin, bình luận viên Anh Ngọc sẽ giúp bạn.